bị định vị cho trẻ em có thể bị hack. Công ty an ninh mạng Avast vừa phát hiện 29 mô đen thiết bị định vị GPS để quản lý vị trí trẻ em, người già hay vật nuôi tồn tại một số lỗ hổng bảo mật. Các lỗ hổng này cho phép hacker xâm nhập thiết bị để theo dõi tọa độ GPS của người đeo thiết bị theo thời gian thực, hay nghe lén âm thanh xung quanh. Thậm chí hacker còn có thể làm sai lệch dữ liệu vị trí của thiết bị. Những thiết bị nêu trên do một công ty tên Shenzhen y 365 sản xuất, Avast cho biết họ đã nhiều lần cảnh báo về lỗ hổng nêu trên nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Shenzhen i365. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn phát hiện khoảng 600.000 thiết bị định vị khác đang được giao bán trên Amazon, đều dùng chung một mật khẩu mặc định là 123.456. Đây vốn là mật khẩu đơn giản nhất, dễ đoán nhất. Theo The Hacker News, những thiết bị trên đang được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Phi.